Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chuyển đổi video định dạng MOV sang video định dạng MP4 nhá. Thì trong video này mình sẽ sử dụng CapCut để chuyển đổi. Thì anh em nào mà chưa biết cách tải và cài CapCut về trên máy tính thì mình cũng có làm một cái video hướng dẫn rồi. Link video mình sẽ để bên dưới mô tả video này. Mọi người kích vào link để xem nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở CapCut lên. Mình sẽ chọn vào tạo dự án mới. Và mình sẽ thêm cái video định dạng MOV vào đây nhá. Mình chọn vào nhập này. Và tìm đến cái video muốn chuyển đổi. Mình chọn vào. Chọn Open. Rồi mình sẽ chọn dấu cộng này. Để thêm nó vào thanh timeline nhá. Mọi người chờ cho nó load đã. Rồi sau khi mà load xong nhá. Mọi người sẽ chọn vào xuất này. Mọi người sẽ đặt tên cho nó, ví dụ mình đặt tên là số 1 đi. Tiếp đến thì mọi người sẽ chọn nơi lưu. Mọi người chọn vào cái biểu tượng thư mục này. Ở đây thì mình sẽ lưu ở desktop nhá. Chọn select này. Cái này thì mọi người sẽ để độ phân giải là 1080. Tốc độ bit thì để là đề xuất. Bộ mã hóa thì là H.264. Định dạng thì mọi người sẽ chọn là MP4 nhá. Tỷ lệ khung hình thì nó sẽ là 30, thường thì sẽ là 30. Nếu video của mọi người quay là 60 thì mọi người sẽ chọn là 60 nhá. Và sau khi mọi người chọn xong thì mọi người chọn xuất. Mọi người sẽ chờ cho nó chạy một chút nhá. Mọi người chọn hủy đây. Chọn tắt đi. Như mọi người nhìn thấy đây, mình đã chuyển đổi thành công được cái video này từ định dạng MOV sang video này là định dạng MP4 nhá. Thì định dạng MP4 sẽ giúp chúng ta chỉnh sửa video ở những cái phần mềm khác một cách dễ dàng hơn. Khi mọi người không sử dụng CapCut để chỉnh sửa thì mọi người có thể là dùng để chuyển đổi nhá. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách chuyển đổi video định dạng MOV sang định dạng video MP4 nhá. Mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhá. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.